đã buồn các bạn ơi. Mình có mình nên là mình quay cái ướp mò không được, phải có cái máy quay đeo trên đầu mình quay được. Mình có tí các bạn, bùi với quắn. Quá trời con bự bự không. Đây là mắm mò gốc gì ba mình làm nè các bạn. Nhà mình chỉ có mấy cái mắm ăn đỡ qua ngày thôi các bạn. Đây là mắm tép. Các bạn xem video và chia sẻ video của mình cho nhiều người biết tới để ủng hộ kênh mình nha các bạn. Các bạn nhìn món tép ăn cũng gần hết rồi các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn ơi, hôm nay mình mò được nhiêu ốc rồi các bạn? Ốc bu bự bự không các bạn ơi? Ốc bu con bự bự không các bạn? Hồi nãy mình mò mình không có quay được tại vì mình có mình nên à, chứ không có điều kiện mua máy quay nữa. Các bạn xem đỡ video của mình nha. Ốc con bự bự không? Các bạn xem video của mình và đăng ký chia sẻ kênh ủng hộ kênh mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều.